Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 11, câu 27 đến câu 28. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã cô mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh Chúa Giêsu đang giảng dạy giữa đám đông dân chúng, hẳn là lời giảng dạy của người mau chóng đi vào lòng người. Đến nỗi trong số ấy, có người rất tâm đắc đã không e ngại bày tỏ rằng: "Phúc cho già đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú." Như người Việt Nam chúng ta hay khen: "Con cái nhà ai mà giỏi dữ vậy?" Thì trong khung cảnh này cũng là một lời ca ngợi người mẹ của vị thầy đang giảng cho mình nghe. Bà không ngại nói đến những nét đặc trưng, kín đáo và cao đẹp của tình mẫu tử cần cho sự sống của con mình. Công sinh dưỡng của cha mẹ như trời bể. Đã thế, Chúa Giêsu còn cho biết trong nấc thang giá trị của nước trời còn một điều cao cả hơn, đó là hạnh phúc thay người biết chú tâm nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ngày thứ bảy, chúng ta có thói quen kính nhớ Đức Mẹ. Vậy chúng ta cũng hãy noi gương Đức Mẹ, lắng nghe lời Thiên Chúa để được gọi là người có phúc. Và với hạnh phúc mà Chúa khen ngợi thì còn gì bằng, vì nó đảm bảo cho một đời sống nước trời mai sau, một đời sống nơi con người biết thực thi ý Chúa. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống lời Chúa dạy, biết siêng năng tham dự thánh lễ và lắng nghe lời Chúa.